Xin kính chào quý bà con, hôm nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh nhà nông miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ nhóm nhẹ xoài Đài Loan vàng nha quý bà con, giá hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo, giá mua tại vườn nha quý bà con, giá có thể biến động tùy địa phương nha quý bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát hòa lọc mua xô 330g trở lên 40.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu xanh mua xô 20.000 đến 24.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chua vàng mua xô 25.000 đến 30.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 1, 12.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 2, 6.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh mua xô 9.000 đến 10.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 1, 39.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 2, 11.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng Muso 30.000 đến 34.000 đồng mỗi kg. Xoài ba màu mua có giá từ 17.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Xoài keo mua có giá từ 10.000 đến 11.000 đồng mỗi kg. Xoài tượng da xanh có giá và 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nhau quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh nhà nông miền Tây hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe may mắn xin chào và hẹn gặp lại